Với tư duy đổi mới, nghị lực của tuổi trẻ, nhiều thanh niên ở xã Giao Thiện đã nỗ lực vượt khó, mạnh dạn khởi nghiệp trên quê hương, hướng tới mục tiêu làm giàu cho quê hương và gia đình. Thanh niên Lương Văn Hùng, thôn Khủ 2, xã Giao Thiện là một điển hình như thế. Sinh ra trong một gia đình nông dân, trải qua cuộc sống khó khăn đã tạo cho anh Lương Văn Hùng động lực, ý chí phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Sau khi học hết chương trình trung học phổ thông, Hùng đã bươn trải nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau, nhưng trong anh luôn nuôi ý chí làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Thử qua nhiều nghề khác nhau, tháng 7 năm 2020, để tận dụng tốt đất vườn nhà, anh quyết định xây dựng trang trại chăn nuôi gà Lai Chọi Phương Đông. Để có nguồn vốn đầu tư, cùng với số vốn ít ỏi của gia đình, anh đã vay mượn thêm anh em bạn bè và 100 triệu đồng từ ngân hàng, bắt tay vào thực hiện mô hình nuôi gà với trên 3.000 con giống được thả. Anh Hùng cho biết, thời gian đầu khi bắt tay vào chăn nuôi gà, anh gặp nhiều khó khăn như nguồn thức ăn chăn nuôi chưa thích hợp, dịch bệnh trên đàn gà, đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi cũng gặp trở ngại. Tuy nhiên, những khó khăn ấy không làm chàng thanh niên nản lòng. Cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ cán bộ trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, anh Hùng đã mày mò học tập, nghiên cứu, tham khảo các tài liệu hướng dẫn và lên mạng Internet tìm hiểu, học hỏi về kỹ thuật chăn nuôi gà. Để phòng chống dịch bệnh cho đàn gà, Hùng dành nhiều thời gian theo dõi quá trình ăn uống phát triển của gà, đối chiếu với những kiến thức mới cập nhật được, kịp thời xử lý khi đàn gà có những biểu hiện bất thường. Đến nay, anh đã có thể dễ dàng chẩn đoán được dấu hiệu bệnh của đàn vật nuôi để phòng ngừa kịp thời. Nhờ vậy, đàn gà của gia đình phát triển khỏe mạnh, chất lượng tốt cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, đàn gà của gia đình anh Hùng đã lên đến trên 3.200 con, mỗi năm xuất ra thị trường 2 lứa, trừ chi phí, mỗi lứa cũng cho anh thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng. Chăn nuôi cái này thì cũng được hơn năm rồi, thế hiệu quả kinh tế lại thì cũng đỡ vất vả đi. Thì mình cũng không phải đi làm xa, chỉ có mình tập trung ở nhà thôi, hiểu một việc thôi. Chăn nuôi gà này bảo cái kỹ thuật thì nó cũng không phải đòi hỏi kỹ thuật nhiều, mà chủ yếu là về mình chỉ chú ý nó thôi, tập trung chú ý về cái khẩu phần thức ăn cho nó. Việc đầu ra sản phẩm thì mình có thể gọi công ty hoặc là mình điện ra ngoài. Có thể khẳng định với sự kiên trì, quyết tâm không ngại gian khổ, chàng thanh niên Lương Văn Hùng đã bước đầu gặt hái được thành công trong học tập, trong quá trình phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp. Hùng khẳng định được tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay, khẳng định ý chí vượt khó trong phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp là bước khởi đầu quan trọng cho việc phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu ngay tại quê hương, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương.